Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người những cái ngày mát mẻ của mùa hè, đi chơi vui vẻ. Mấy ngày hôm nay thì nuôi chó là cái thời tiết gọi là tốt nhất để mà nuôi chó. Ở mấy hôm trước thì nó nóng. Chắc là ai tháng vừa rồi tiền điện chắc cũng đều là gấp đôi đúng không? Thôi. Tháng này hy vọng nó sẽ giảm bớt đi chút. Hôm nay thì mới lau được cho bọn con của Messi và Bruno. Quay cho mọi người ngắm một chút để cho chúng ta ăn. Siro này nhảy ra này. Hôm nay vừa mới thay nệm cho nên ngồi được, nhưng mà tí nữa là chúng ta tè ra là hết. Nhìn mấy con sâu như này chăm cho nên nó không có mệt, chăm ở chó ở cái tầm này nó rất là vui. Các em nó ăn thì chị Siro phải ra nhé, chứ không chị Siro mà ăn là hết phần của các em. Chị Siro phần ăn của các em, chị Siro phải đánh nhằn cái này xong. Chưa có đặt tên, mới đặt tên cho bản đỏ này thôi. Bản đỏ này có tên rồi. Bản đỏ này sẽ tên là Nina. Một cái tên đầu tiên cho cái đàn cún con này. Còn ở cái đàn cho con này thì trại giữ lại một con cái và một con đực. Con đực thì vẫn chưa đặt tên, đặt tên một cái thôi. Đực cũng chưa có chốt là sẽ giữ lại như thế nào. Đàn này thì đực rất là to, chênh lệch với để cho cái ngay từ bé luôn. Được đàn này sẽ là một cái đàn được khung rất là to. Lên TV là ông ấy ngáp được. Đấy là một người làm đây, ông này là một tươi xanh. Rất là có cảm xúc. Rồi mấy đứa thơm mới được tí. Bởi vì là khi mà thơm chúng nó là chúng nó đánh trống lảng nha. Đây ông dê vàng, dê vàng nha. Dê vàng này có cái mặt rất là đẹp. Rồi nào xem đây, xanh lên rồi, nâu. Một cái đàn chó tốt thì các con chó ở trong đàn rất là giống nhau.
Nếu mà mọi người nhìn ở tầm này thì hầu như là sẽ không có phân biệt được con nào với con nào đâu. Lớn lên thế nó sẽ giống nhau rất là nhiều. Nhìn quen, ai nhìn quen hoặc là ai nuôi chó lâu năm thì nhìn thấy nó giống, nó có cái sự khác nhau thôi. Chứ còn bình thường nhìn là không phân biệt được con nào với con nào đâu. Thôi Mi hấp, đừng hấp. Siro ra chơi với Mi. Siro muốn chăm em, Siro không muốn ra ngoài. Siro ơi, chỗ đấy cái máy quay của anh ấy nhá, cái chân máy quay. Đừng léng phéng. Mắt em nhìn thẳng tức là em cũng đang nhìn cái màn hình đấy. Nhìn thẳng. Buồn ngủ hả? Đến giờ đến nơi rồi. Tí nữa rồi ăn. Siro ơi, động vào cái chân máy quay của anh rồi. Nắm lại thằng cu dây nâu được một tí nữa này. Siro sang đây này, Siro. Sang đây, tránh cái máy quay nha. Cần trương. Đúng rồi. Nằm ở đấy. Tránh cái khu vực chân máy bay ra. Rồi, đây, liếm đi. Siro liếm đi, liếm em đi. Rồi. Ông vàng lên đi còn gì nữa, ông vàng lại muốn lên à? À, mà trèo lên đây. Ông vút lên đây, cho ông lên theo đúng yêu cầu nhá. Thế nào trong TV kia đây, rồi nó đưa con gái chờ tí nhá. Con đại ca này đang mải chơi với tay đỏ đây này, gọi là dây này gọi là dây trắng đi, nhưng bây giờ nó ra cái màu này rồi, nó là thôi cứ gọi là trắng đi. Bây giờ thì nó chẳng thể trắng sáng được nữa rồi. Đây, nó ngắm mà. Bòi dây trắng cái. Ồ. Ồ. Trước hả? Siro sang đây này, nhẹ nhàng. Siro phải rất nhẹ nhàng, không là anh đuổi Siro ra khỏi chuồng. Nào, làm xích ra đây, không ra cái khu vực ấy. Để yên để quay video các em đi. Phát vào mông sẽ chỉ nó yên. Chờ em chờ tí nhé. Yêu thương và có kỷ luật chứ không với chúng nó như trẻ con ấy. Nếu mà vài lần không nghe là phải có hình thức xử lý chứ không mà cứ nhiều bạn đấy có cái đàn trước là có limit, ai mà theo dõi video thì nhớ limit về Thanh Hóa, cả nhà anh chị chiều quá mà nói rồi, bảo là không có được chiều quá như vậy, mà nó cũng muốn làm gì cho nó làm đấy, đến khi cho nó uống thuốc thì mới biết phát hiện ra là nó khó cho uống thuốc như thế nào, bởi vì là có một số loại thuốc là cần phải nhét miệng thuốc vào miệng con chó này rồi bắt nó nuốt, thì
khi mà chiều quá như thế thì virus số uống thuốc nó cứ ăn người thôi, nó dậy rồi các kiểu là chịu qua tay thôi, là lại phải rèn nó có một cái độ kỷ luật nhất định để là cái con chó nó theo ý mình, tức là cái con chó ngoan là cái con chó mà nó theo ý chủ, nó hiểu, nó chiều chủ. Nhưng mà khi nào mà chủ cần nó làm một cái gì đấy theo ý chủ thì nó sẽ chiều theo, nó là như thế. Thì chúng ta cũng được phải luôn luôn nói chúng ta có cái yêu thương và kèm theo những cái nguyên tắc khi mà chúng ta nuôi, chứ chúng ta không chiều nó quá được. Tiếp tục ngắm ông này, hôm nay là ông ấy đang buồn ngủ thế này, bế ông lên trên tay là ông ấy lim dim muốn ngủ này, chứ không phải là ông ấy dỗi, không phải ông dỗi vì ông ấy được lên tivi sau, mà do ông bế lên ông phê ông mắt ông díp vào rồi. Đây là do anh nói chuyện buồn ngủ quá, à, khả năng do chủ nói chuyện buồn ngủ quá, là coi như dùng ngủ luôn. Người nó đang ngoặt kẹo ra đây. Rồi thế thì thôi nha, thế thì không có không có ấy nữa, không có quay mấy đứa cái nữa. Ui dồi ông bạn yêu thương tôi quá. Rồi ông bạn yêu thương tôi quá. Siro đi ra ngoài nè, đến giờ ăn của các em rồi. Siro, đưa đi ra, nè, có chưa? Đúng rồi. Ok, ra ngoài đấy nha. Đấy, nói đi ra mà nó còn không ra. Đây, đây đồ ăn rồi chúng ta. Đồ ăn thì chuẩn bị sẵn rồi. Đây, vẫn như hôm qua rồi, không có khác gì cả. Hạt ngâm. Rồi. Siro đi ra ngoài để các em á. Khẩn trương. Siro đi ra ngoài này. Ngủ không dậy ăn cho nó ăn hết giờ. Rồi tỉnh đi. Tỉnh đi mà ăn cho nó ăn hết. Siro đi. Nào không, hai đứa đi ra ngoài. Đứng lên đi ra ngoài. Không có vào trong này mà lôi nhau được. Nào không gây ồn nào nhá. Mi Siro. Mi. Nào. Mila đi ra ngoài. Vào đây gạn cho nó chơi đi hả? Không có chân nào ra. Rồi nó ra ăn đi. Ăn xong rồi chơi. Không có kiểu vừa ăn vừa chơi chứ được. Ra đây. Vào đây bú đi. Vào đây bú mẹ đi. Oh.
Villa với lại Messi để sát nhau, nên là cho bú chung. Bây giờ bú mẹ, bây giờ bú mẹ Villa, mẹ nuôi. Thì ông quay to nhất của ông này. Gà ông ăn không ăn ông bú sữa. Đúng vậy là con trai yêu của mẹ đấy. Nào ăn xong đi được chưa? Nào hai đứa không đồ. Tí đấy không có sữa chê hả? Hả? Đây này sữa đây đi. Đây. Đây. Đi lại đi ra. Messi vào đây. Hay mấy đứa này anh nói không chơi nữa mà. Siro đi ra ngoài. Siro. Siro vào trong chuồng. Vào chưa? Siro. Không ngồi yên đấy nhá. Messi vào đây. Messi vào trong này. Xì vào. Xì. Xì vào đây. Xì vào trong đây nào. Tí nữa hôm nay xì dọn bát. Rồi xì nằm xuống đi. Xì phải nằm xích ra đây. Ai nằm thế? Hôm nay làm cái này thì anh phải đổ góc quay à? Ok. Bắt nó đổi luôn. Siro ơi. Nói Siro không nghe là anh cho Siro vào chuồng hết giờ chơi đấy. Đây, mẹ Messi xử lý nốt đi. Đây là cái bùn hút cho mẹ và cho con tim. Ok. Nào, hai đứa này ra tim thêm đi. Nhanh nào, không cho nó ăn hết. Nào, ra tìm thêm nhanh không cho nó ăn hết. Đâu rồi, đây đi đây. Đi xuống bên dưới. Đây. Đi đây gặp mít. Ô, hai. Tốt nhất là hai đứa ngoan nhé. Con My lên trên ghế ngồi đi. My, còn chưa? Hết giờ chơi, lên ghế. Đúng rồi. Con Siro ra đây nào. Siro. Ra đây. Tí nữa ra. Tí nữa. Si, nằm ra đã. Ui giời, bây giờ không tí cho nó không ti được. Cái này thì cứ để đây, không có đứa nào được phép vào đây ăn của xe cả. Đấm chân một quả bóng. Xì mà làm cái này là tí nó ti là nó sẽ bị xót ti. Xót ti là lại căng sữa, không được. Buộc Si phải nằm ngửa ra, không thể nằm như thế này được. Đồ ăn tí nữa rồi ạ, để anh cất đi. Cất đồ ăn đi đã. Đấy. Có đứa nào không kiếm mặt ở đây rồi. Villa đi ra ngoài. Nè, Si nằm ra. Rồi. Nhìn ra nào. Úi xời. Úi xời, đào xời, đá mất của Si ra rồi đây nè. Đây, đi này.
chỗ chưa, xem nào. Còn sót nguyên cái gì ở dưới này rồi. Thì dưới này mà cái con nào đi là khí nó hay bị căng, cái gì dưới nào cũng đi nhiều sữa. Rồi. Đây còn sót, đang sót một tí thừa này. Cho thằng nào đi được. Đây cho thằng này đi đi. Nhìn về thằng kia nó chuẩn bị lần sạch. Đây, đi đi này. Đi dưới này. Đây mà, đúng rồi. Đấy. Thế nào? Thằng đó nó nhận được cái này, đi như này đi. Ok. Thở như là đúng rồi vậy.
ướt rồi, cái thảo này bắt đầu ướt. Ok, tiện này lại quay thêm cái video hôm nay, vừa mới lau người để cho nó sạch sẽ hơn ngày hôm qua. Lau qua rồi để quay để một người nào. Đàn này thì chỉ còn đực thôi các bạn nhé, cái thì hết rồi, cái có chủ hết rồi. Mấy ngày hôm nay là nhiều người hỏi cũng cái lắm, nhưng mà nếu mà các bạn mà quan tâm chó con của Rottweiler Ruby thì mà muốn chọn cún cái ấy, bởi vì là những cái lứa gần đây thì cún cái nó để ý thương cún đực, cho nên là nếu mà các bạn mà có thích cún cái thì mà để chắc ăn thì tốt nhất là cứ có cái video các phối giống nào lên thì các bạn liên hệ với vị để các bạn đặt cọc. Thì xác nhận mang bầu là các bạn có thể đặt cọc được rồi. Còn nếu mà sau cái lúc đấy mà không có đặt cọc thì sẽ phải chờ đến lúc nào cho con mở mắt, lúc đấy trại sẽ nhận cọc. Rồi để cho em ngủ nhé. Em còn ngủ người em cứ trốn hết cả người ra. Đấy. Nào. Ô Si ơi, Si đắt đĩa đi Si. Chào mọi người nhé, để gọi cho mẹ Si vào đây, mẹ Si vết đĩa cho mẹ Si vết đĩa chứ mà không là bảo là cho mẹ Si vết đĩa rồi mà không cho là hơi mệt. Mẹ Si dỗi luôn nào. Si vào đây Si. Các con nó không ăn nữa rồi. Khi xong rồi thì làm gì mà con nào nó ăn. Nhường con ăn đi. Cắn nốt đi. Bữa nào ăn bữa đấy, không có để thừa được bữa tiếp theo. Và tí nữa Si nhặt mấy cái rơi vãi này nhá. Tí nữa Si phải nhặt mấy cái rơi vãi đấy. Thấy mẹ ăn cũng vào ăn. Thôi Si cứ ăn đi, kệ cho nó đi. Cứ ăn. Nó gặm vui mồm mà. Không ăn nữa đâu. Bà đỏ bà ăn xong rồi bà kêu. Ok, chào mọi người nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Thank you and see you later. Chào mọi người nhé.